Bây giờ đứng ngay bên cạnh tôi chính là chiếc Lexus LS500, một sản phẩm được trưng bày tại gian hàng của Lexus. Như các bạn có thể thấy thì phần đầu xe là cái phần mà gây cho chúng ta nhiều ấn tượng ở trên mẫu LS500 này. Lưới tản nhiệt hình con suốt đã được cách điệu đi một chút so với cả những cái mẫu xe thường thấy. Vâng, lưới tản nhiệt hình con suốt với cái đường viền mạ chrome khá lớn xung quanh, chạy xung quanh. Và những cái đường vắt chéo vào giữa làm cho chúng ta có một cái cảm giác tập trung vào cái logo Lexus này hơn. Camera ở phía trước, cụm đèn pha hai bên, cụm đèn pha với cái giải đèn LED định vị chữ V, quá đẹp. Cả cái cụm đèn pha này chúng ta nhìn giống tia sét, được cách điệu đi một chút. Với 3 bóng LED, và 3 cái bóng LED này cũng được thiết kế bởi những cái viền chrome xung quanh, nhìn rất là sáng. Với Lexus thì luôn luôn có một cái sự đẳng cấp và có cái gì đó nó hơi xa hoa, nhìn mê mẩn quá. Tiếp theo chúng ta có lẽ sẽ đến với phần vành của xe, bộ la răng. Bộ la răng của xe là bộ la răng 20 inch. Và như các bạn có thể thấy thì được làm bằng một cái chất liệu khá đặc biệt. Chúng ta nhìn qua chúng ta thấy là cả cái vành này như được mạ lớp chrome sáng bóng vậy. Bộ vành đa chấu LS500 được trang bị phuộc hơi rất êm. Và mẫu xe này thì có cái cảm biến khi mà chủ nhân bước lên xe và xuống xe thì xe sẽ hạ thấp xuống một chút để bước ra và bước lên sẽ dễ dàng hơn. Camera ở dưới gương nằm trong hệ thống camera 360 độ xung quanh xe. Nhìn ngang phần thân xe này thì chúng ta có thể thấy là Lexus rất dài, và cái thông số cho chiều dài là 5.235 mm, chiều dài cơ sở lên đến 3.125 mm các bạn ạ. Chiều cao là 1.900 mm và rộng là 1.450 mm. Quả thật là những cái con số khiến chúng ta thấy đây thực sự là một mẫu xe đẳng cấp dành cho những ông chủ. Tay nắm cửa cũng được mạ chrome. Và như các bạn để thấy thì ở đây tay nắm cửa cũng được thiết kế một cái đèn dọi ở đây, giúp những chủ nhân khi đi về đóng cửa và vẫn có một cái khoảng sáng ở đây để di chuyển. Gương chắc chắn là gương chống chói rồi, và có cảm biến điểm mù ở bên gương. Cửa hít, cửa hít, cửa hít. Vâng, một mẫu xe nhiều tỷ đồng như thế này thì không thể thiếu đi được cái trang bị này. Và có lẽ thì chúng ta sẽ tiến tiếp ra phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì cái điểm ấn tượng cũng chính là cụm đèn hậu giống như ở phần đầu xe. Cụm đèn hậu của Lexus LS500 là cụm đèn hậu dạng LED hoàn toàn, và tất cả những cái design ở bên trong cái cụm đèn hậu này đều là dạng chữ L nằm ngang. Đấy, các bạn thể thấy chữ L cách điệu và nằm ngang. Chắc chắn rằng là nếu như chúng ta đi vào buổi tối thì cái cụm đèn hậu này nhìn nó sẽ có một cái sức hút đặc biệt đối với tất cả những người nhìn trực diện từ phía sau hay là đi phía sau, di chuyển phía sau chiếc xe này. Đây, camera ở phía dưới và được trang bị 4 cảm biến. Mỗi LS500 này cốp thì đương nhiên là được trang bị cốp điện rồi, và chúng ta có thể sử dụng tính năng đá cốp, đá để mở cốp và cũng có thể đá để đóng cốp. Phần đèn hậu này ngoài cái chữ L cách điệu bằng giải LED thì còn được tạo điểm nhấn bằng một giải chrome nối liền từ đây chạy vuốt sang bên hông, ôm theo cái giải đèn hậu, rất đẹp phải không ạ? Đối với một mẫu xe dành cho những ông chủ như này thì chúng ta sẽ khám phá ngay cái hàng ghế thứ hai, hệ thống loa Marklevision. Và các bạn thấy cái hệ thống loa này được làm những cái màng loa khá là đặc biệt, những cái chi tiết này rất đẹp và rất lạ ở trên những cái mẫu xe đặc biệt như mẫu Lexus LS500 này. Lexus LS500 này thì là đối thủ trực tiếp với mẫu Mercedes-Benz S450. Ngay đến cái tay nắm cửa ở đây, cái bệ tỉ tay này cũng được làm rất là cách điệu và khá là đẹp. Cái phần này cũng được cách điệu này. Tôi liên tưởng tới ngay cái phần tựa tay ở trên những cái bộ ghế salon da sang trọng ở trong gia đình vậy. Nếu như chúng ta nhìn ngay ở cánh cửa như thế này, cái tay nắm cửa được làm cực kỳ trau chuốt và tỉ mỉ. Ở đây thì được ốp gỗ. Hiện tại thì tôi chưa nắm được cái thông tin chính xác xem là gỗ được ốp ở trên LS500 là gỗ gì. Nhưng mà chắc chắn đây cũng là một loại gỗ không hề rẻ tiền một chút nào cả. Mời các bạn cùng vào phía trong với tôi nhé. Quá đẹp, một mẫu xe nhiều tỷ đồng. Ngồi vào đây là thấy sang trọng hẳn con người lên rồi. Xe cũng được trang bị khá cơ bản như là móc để chúng ta treo đồ. Nhưng ông chủ có thể treo những chiếc áo vào đây để không bị nhàu những bộ vest của mình. Đây thì cũng có gương để chúng ta trang điểm, tô son, chát phấn gì đấy. Ví dụ như tôi có thể chỉnh tóc một chút để
lên hình với các bạn được vui vẻ hơn. Vâng, bệ tí tay. Ở đây là một màn hình để điều khiển tất cả những cái vị trí ở trên xe trừ ghế lái, và chúng ta có thể điều khiển nhiệt độ, làm mát, sưởi, rồi điều chỉnh ghế, điều chỉnh hệ thống âm thanh, điều chỉnh hệ thống đèn, hệ thống rèm. Bây giờ tôi sẽ thử cái hệ thống rèm cửa. Ồ, tiếc quá. Tôi chưa có chìa khóa cho nên là cái hệ thống rèm cửa này tôi không thể đóng mở được. Đối với mẫu xe LS500 này thì tất cả những cơ cấu đóng mở của những cái hộc đồ hay những cái nắp như thế này đều vô cùng êm ái. Chúng ta không thể nghe được một tiếng động gì. Và ở đây là một hộc để đồ. Chúng ta có thể để điện thoại hay kính hay là ví. Và cái hộc để đồ này thì khá rộng. Chắc chắn là những ông chủ với những cái ví dài thì sẽ có thể để được vào đây rất dễ dàng. Và ghế ngồi chất liệu da sờ vào mềm như da em bé, đây đúng thích đích thực là da em bé luôn. Sờ và mềm mại. Và tất cả những đường chỉ may hay những cái họa tiết ở trên đây đều được làm rất cẩn thận. Đây các bạn có thể thấy mềm như da em bé luôn, sờ và mịn. Ngay cả những cái lỗ này sờ vào cũng mịn, không có một tí gợn ở trên tay cả. Thật sự ở đây một cái màu da trắng như thế này mà những ông chủ ngồi thôi, chứ còn những người như anh em mình ngồi vào thì quần jean này vài hôm là ghế biến đổi màu hết, màu xanh, màu đen rồi ám hết lên trên cái bề mặt ghế này. Ở đây cũng có một cổng sạc 12V, 120W cổng tổng. Cái ghế này có thể ngả ra được hơn nữa, và cái ghế phía trước, ghế phụ sẽ gập tiến lên để cho cái bệ đỡ chân này đưa ra. Chúng ta sẽ có những cái giấc nghỉ ngơi hay là những cái chuyến công tác của những ông chủ ấy có thể ngồi nghỉ ngơi tranh thủ ở cái hàng ghế thứ hai này. Nhưng mà một mẫu xe nhiều tỷ đồng như này của Lexus mà lại không được trang bị hai màn hình ở đằng sau, kể ra thì cũng hơi buồn nhỉ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến đến hàng ghế thứ nhất để xem Lexus LS500 này có những gì các bạn nhé. Ở đây chắc chắn là có một cái hệ thống đèn ở bên trong hắt ra rất đẹp vào buổi tối. Hiện tại tôi đang không có chìa khóa để có thể kích hoạt lên để cho các bạn nhìn ngắm cái chi tiết này được. Cái chi tiết này là cái chi tiết Lexus gọi là Kiriko, một cái họa tiết mới của những kỹ sư thiết kế, những người sáng tạo nghệ thuật của Lexus. Ở trên cái mẫu LC500 ấy thì cái chi tiết Kiriko này được làm trải dài ở trên cái bảng táp lô này rất đẹp, rất đẹp. Nhưng ở trên LS500 thì nó sẽ là những cái đường, những cái thanh hợp kim sáng bóng chạy kéo dài từ bảng đồng hồ trung tâm cho tới hết cái góc táp lô bên kia. Cụm điều chỉnh điều hòa ở đây chúng ta có hai con lăn này, lăn phề lắm các bạn ạ. Ở đây tất cả các cái phím bấm đều được làm rất mềm với cái chất liệu sờ vào thôi là thấy mịn rồi. Và xe thì cũng đương nhiên là cũng được trang bị hệ thống loa Magnavision, núm vặn điều chỉnh, tất cả mọi thứ sờ vào đều mượt mà, êm ái. Ở đây thì thay vì cái cụm phím command thì Lexus đã làm một cái bảng touchpad để chúng ta có thể điều chỉnh cái màn hình ở chính giữa. Cái màn hình trung tâm này được làm chìm ở bên trong cái bảng táp lô, tạo cho chúng ta một cái không gian cảm giác như 3D. Ở đây thì có cái nút nâng hạ gầm, đóng cửa sổ, đóng cái rèm ở cửa sổ phía sau. Bên tay thì chúng ta có cổng sạc điện 12V 120W, cổng AUX và hai cổng sạc USB. Bề tay thì cũng không phải là quá rộng và chúng ta có thể mở được từ hai bên này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với thiết kế của vô lăng. Vô lăng của xe thì được ốp gỗ Shimamoku với chất liệu da cao cấp. Hai lưỡi chuyển số, lưỡi chuyển số của Lexus LS500 cũng được làm rất tinh tế và đẹp. Ngay đến cái lưỡi chuyển số này thôi, thường thì những mẫu xe sẽ trang trí hay là trang bị cái lưỡi chuyển số theo phong cách thể thao, nhưng mà riêng LS500 thì lại đi theo cái hướng sang trọng và có phần cầu kỳ ở trong thiết kế một chút. Cái bảng đồng hồ trung tâm của Lexus LS500 thì phải nói là đẹp, độc và hơi dị một chút, với ba khoang là ba màn hình khác nhau. Cũng rất tiếc là không thể bật lên để cho các bạn nhìn ngắm hết được cái màn hình đồng hồ. Cái đồng hồ trung tâm hiển thị km và tốc độ của LS500. Ở bên đây thì có hai cái núm vặn để chuyển chế độ chỉnh chế độ lái S, S Plus, Normal, Comfort và Eco. Bên tay phải là như vậy. Còn bên tay trái thì chúng ta có chuyển chế độ chạy thường và Snow. Chuyển sang chế độ Snow sẽ cắt cái hệ thống cân bằng điện tử đi. Có màn hình Head-Up Display, nút bật hệ thống camera 360 độ xung quanh xe, bật và tắt cái hệ thống cắt động cơ tạm thời khi chúng ta dừng đỗ đèn xanh đèn đỏ. Trên vô lăng của Lexus thì
cũng được trang bị những cái phím bấm điều khiển rất là cơ bản thôi. Độ ra loại, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay, điều khiển màn hình trung tâm và điều khiển màn hình đồng hồ tốc độ ở chính giữa, điều chỉnh cruise control ga tự động. Ghế của Lexus thì được điều chỉnh điện 10 hướng, có cả bơm lưng, có cả massage. Ghế sau cũng có massage nha các bạn. Và xe được trang bị 3 nút nhớ vị trí ghế ở cả ghế phụ và ghế lái. Thật tiếc khi không có chìa khóa để chúng ta có thể trải nghiệm nhiều công nghệ hơn của chiếc LS500 này. Bên trên này thì chúng ta cũng chỉ có cửa sổ trời ở khoang phía trước thôi, không phải là cửa sổ trời toàn cảnh. Thật sự là với mẫu xe Lexus này, ngoài khen ra thì chưa biết chê cái gì cả các bạn ạ. Rất là đẳng cấp. Chắc là có chê thì chúng ta sẽ chỉ chê cái mức giá của mẫu xe này so với cả những cái mẫu xe đối thủ trong cùng phân khúc mà thôi. Và hiện tại thì tôi chưa có thông tin chính xác về giá của mẫu Lexus LS500. Các bạn thử đoán xem mẫu Lexus LS500 này có mức giá là bao nhiêu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video trải nghiệm những mẫu xe ở trong khuôn viên của triển lãm. Xin chào.